Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội được đẩy mạnh với hình thức đa dạng, phong phú, thông qua công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt. Sáng ngày 20 tháng 11, Quận đoàn Đống Đa phối hợp cùng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông tới các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Dự buổi tuyên truyền có đồng chí Tạ Đức Giang, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Bí thư Quận đoàn Đống Đa, đồng chí Trần Khả Nhật, Phó Bí thư Quận đoàn Đống Đa. Những năm qua, việc nâng cao nhận thức về an toàn giao thông trong giới trẻ rất được các cấp, các ngành quan tâm, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm nhấn mạnh. Hàng năm, Quận đoàn Đống Đa cũng xác định đưa nội dung tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông là tiêu chí thi đua hàng năm của các tổ chức cơ sở đoàn. Hành vi vi phạm an toàn giao thông của đoàn viên thanh niên thì được đã đưa vào đánh giá phân loại, xếp loại đoàn viên cuối năm. Và công tác giáo dục tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt và các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận thì được là một cái nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đoàn. Và thông qua các buổi tuyên truyền nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên ở cơ sở để nắm vững các cái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Và tại hội nghị ngày hôm nay thì chúng tôi muốn tuyên truyền và chia sẻ cho các bạn cái hành trang những kiến thức về an toàn giao thông để nhằm tránh một cái tai nạn thương tích. Tại buổi tuyên truyền, đồng chí Tạ Đức Giang đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông, hậu quả, di chứng, hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội. Một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, chở xe kẹp 3 kẹp 4, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông. Trong 10 tháng đầu năm đây là số liệu 10 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố Hà Nội, xảy ra là 687 vụ tai nạn thông, làm 338 người chết và 475 người bị thương. Xin thưa các đồng chí thì ta thấy là tuy 10 tháng đầu năm thôi nhưng mà đến hơn 300 người chết do tai nạn thông. Có thể nói là một con số thiệt hại rất lớn, đúng không ạ? Đòi hỏi chúng ta phải hành động. Và chúng tôi biết là trên địa bàn quận Đống Đa, các đồng chí là Đống Đa là một trong những địa quận mà làm rất tốt cái công tác đảm bảo trật tự an toàn thông này. Khi chúng tôi ban hành các cái văn bản thì quận Đống Đa đều xây dựng các cái văn bản và đều có các cái kế hoạch triển khai rất là kịp thời. Cùng với đó, báo cáo viên cũng giới thiệu các quy tắc khi tham gia giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đúng pháp luật. Bên cạnh việc truyền tải các thông tin, kiến thức liên quan đến an toàn giao thông, các đoàn viên, thanh niên còn được tham gia các câu hỏi, thảo luận các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông. Buổi tuyên truyền đã trang bị những kiến thức cơ bản về lĩnh vực giao thông đường bộ cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận Đống Đa, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật giao thông, phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông. Thông qua những bài giảng trực quan, sinh động, đồng chí Tạ Đức Giang đã tạo ra một sân chơi đầy hào hứng cho các bạn thanh niên, đồng thời là một cách giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông thú vị nhưng không kém phần hiệu quả. Trong bối cảnh phức tạp của đại dịch COVID-19, trên cơ sở nội dung chương trình Năm An toàn Giao thông 2022 với chủ đề Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và mục tiêu Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Quận đoàn Đống Đa đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông gắn với thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa dịch COVID-19 đến đông đảo đoàn viên thanh niên. Đối với giới trẻ, theo Bí thư Quận đoàn Đống Đa Nguyễn Thị Thanh Tâm, mỗi cá nhân cần là một tấm gương về thực hiện văn hóa giao thông để người thân noi theo, để gia đình cùng với nhà trường và xã hội tạo nên trục ba chân vững chắc nhằm nâng cao ý thức chấp hành của mọi người dân, xây dựng văn hóa giao thông, góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông.